chào mừng các bạn đã đến với Misu Rosemary Lado và Hương Việt Nam Châu. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình lại vào bếp và chinh phục một món rất nổi tiếng của Hà Nội nha các bạn. Và nói đến Hà Nội là phải nói đến món này. Và món này cũng rất rất nhiều bạn yêu cầu Misu chia sẻ, đó chính là món bún chả Hà Nội. Và bún chả của Hà Nội thì có hai loại, đó là chả miếng với thịt ba dọi này, các bạn nhìn này, đây, thịt ba dọi hay là thịt ba chỉ, và chả băm với thịt nạc vai. Và gia vị rất là đơn giản, không cần phải có nhiều cầu kỳ gì. Ba cái chính đối với gia vị đó là hành khô này, tỏi băm này và hành tươi. Bây giờ chúng mình cùng với Misu bắt đầu làm nhé. Phần thịt này thì là Misu đã băm sẵn ra rồi bằng máy xay ninja, như các bạn đã biết Misu rất thích cái máy đó. Còn bây giờ là chả miếng này, các bạn nhìn thấy giờ chúng ta sẽ pha cái miếng chả này ra. Chúng ta sẽ cắt, Misu sẽ cắt cho các bạn nhìn trước, ngon không các bạn? Đó, ba chỉ này, và chúng ta sẽ thái. Đây các bạn, từng miếng như thế này này. Dày như thế này nha các bạn. Cứ thế chúng ta sẽ thái. Misu sẽ thái hết cái chỗ này. Thường thì là trẻ con á thì là thích ăn chả băm, nhưng mà như Misu thì Misu lại rất thích ăn chả miếng. Và cái miếng nó thơm và đặc biệt là nó có cái da này này. Bây giờ Misu đã thái thịt xong rồi và khâu, đây là khâu chuẩn bị. Các bạn nhìn thấy phần hành này vô cùng quan trọng, là chúng ta sẽ có hai phần. Đây là phần hành, phần củ đầu trắng này, và đây là phần xanh này. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào khâu ướp thịt. Các bạn nhớ là bún chả Hà Nội có cách ướp thịt rất là đơn giản và nó ngon ở phần thịt quyện với lại hành khô, mấy lại các gia vị này, nhưng mà không có sả, không có ngũ vị hương nha các bạn. Chỉ có hành, tỏi, hành khô, nước mắm và nước hàng, hay là các bạn ở trong Nam gọi là nước màu đó. Thì đây là Misu đã thắng sẵn rồi, và bây giờ chúng ta sẽ ướp nhé. Trước hết này, chúng ta sẽ ướp bằng cái này. Tức là các bạn nhìn thấy đây là phần thịt ba chỉ Misu đã thái ra từ nãy, và cái phần mà hành trắng này nè, chúng ta sẽ cho vào đây để ướp. Đến lúc các bạn nướng lên á thì cái phần này nó rất là thơm. Đó là phần hành trắng. Còn phần hành xanh các bạn sẽ cho vào toàn bộ. Cái phần đầu hành xanh chúng ta sẽ cho vào phần với chả băm. Định lượng thịt thịt băm của chúng ta sẽ là 500g, và thịt ba chỉ cũng là 500g các bạn nhé. Và ướp như nhau. Các bạn biết bún chả Hà Nội rất là nổi tiếng và ngon hay không là ở cách ướp chả và cách pha nước mắm các bạn ạ. Vì đây là món ăn vùng miền cho nên là các bạn cứ theo Misu chia sẻ, các bạn sẽ thấy khác hẳn và nó chuẩn ngon luôn. Phần ướp này, trước hết là chỗ này là 6 củ hành hành khô thì Misu đã băm nhỏ ra đây rồi. Và chúng ta sẽ chia ra một nửa, Misu cho vào phần chả miếng, một nửa Misu cho vào phần chả băm. Đây là phần tỏi, Misu sẽ cho 1 tablespoon tỏi, băm và 1 tablespoon tỏi vào đây. Sẽ cho này, phần để cho cái thịt nó có cái màu bóng đẹp á, chính là phần nước hàng này. Thì Misu sẽ cho 1 tablespoon nước hàng này, đây là nước màu này. Tiếp tục để cho cái màu của nó đẹp hơn và cũng có cái màu nâu đấy thì chúng ta sẽ cho 1 tablespoon dầu hào. Nhiều bạn làm nó không chuẩn với cái vị của người Hà Nội, cho nên là Misu hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn. Vì là món bún chả Hà Nội bao giờ cũng là những cái món rất là ngon, và ngon ở cái cách ướp và nước mắm pha. Và chúng ta sẽ cho
1 tablespoon nước mắm tất tật tật là 1 nha các bạn. Đó. Tiếp theo và để phần này nữa đó, các bạn, cái độ ngọt không phải là mì chính đâu các bạn, mà là cho đường. Misu sẽ cho 1,5 teaspoon đường vàng vào đây, hạt tiêu này, một chút xíu gia vị, một chút thôi. Đó. Sau đó các bạn biết không, chúng ta sẽ trộn đều nó lên. Chúng ta sẽ bóp thịt này giống như là massage vậy. Các bạn nhìn thấy nước hàng chúng mình thắng lên, cùng với là một chút ít dầu hào. Tỏi hành vào đây đã thấy mùi nó thơm và cái màu nó đã chuyển màu rồi này các bạn. Nếu các bạn muốn đậm hơn chút nữa thì các bạn cho thêm ít lượng nước hàng vào đây nha. Còn đừng cho dầu hào chỉ cho 1 tablespoon là được rồi. Và tương tự, miso cũng sẽ ướp với thịt băm như vậy. Đây là phần thịt bằm và miso cũng ướp cùng với cái lượng gia vị. Phần thịt bằm chỉ có khác mỗi là miso cho cái cọng hành xanh vào đây thôi. Còn phần hành trắng thì miso cho ra phần thịt chả miếng. Và chúng ta cũng sẽ bóp như thế này để cho phần gia vị nó ngấm đều lên. Sau đó thì các bạn sẽ để cho phần thịt hai vại chả này nó ngấm ít nhất là từ 1 đến 2 tiếng. Sau đó thì các bạn sẽ nặn chả băm này thành những cái viên tròn, cho vào các vỉ nướng. Và phần chả băm chúng ta sẽ nướng riêng và chả miếng chúng ta nướng riêng. Và riêng phần chả bằm này á, đến khi các bạn ướp xong, trước khi mà chúng ta nướng á, thì các bạn sẽ cho thêm 2 tablespoon dầu vào đây để cho nó không, chả nó không bị khô. Và thường ở nhà thì là Misu sẽ nướng phần chả miếng trước để cái chả băm xuống dưới, để cho cái mỡ của cái chả miếng nó chảy xuống cái miếng chả băm này, nó sẽ rất là thơm và ngon. Trong khi chờ đợi ướp thịt thì chúng mình sẽ đi làm dưa góp cùng với Misu nha. Trước hết là một cái chậu nước lạnh đã này, các bạn cho Misu 1 tablespoon muối vào đây và các bạn quậy đều lên cho cái nước muối này nó tan. Và Misu hôm nay sẽ làm dưa góp bằng đu đủ. Đây là 1/4 quả đu đủ đây. Thì các bạn gọt vỏ này, bỏ cái hột ở giữa đi. Và các bạn sẽ ngâm đu đủ vào đây trong khoảng độ nửa tiếng cho Misu để nó hết cái nhựa. Sau đó thì chúng mình sẽ cắt nhỏ ra và đi làm dưa góp nha các bạn. Thế đồng thời thì cà rốt đây, cái loại cà rốt organic, Misu làm cái loại cà rốt nhỏ nhỏ này, các bạn có thể ngâm cùng vào với lại đu đủ cũng được, không sao. Hoặc là các bạn để riêng, nhưng mà đu đủ thì các bạn sẽ phải ngâm cho Misu để bỏ hết cái nhựa. Và đến mùa thì các bạn có thể dùng với su hào cà rốt cũng được. Và nếu không có thì các bạn có thể dùng với lại dưa chuột cũng rất là ngon nha các bạn. Nhưng mà đu đủ thì là ngon nhất. Bây giờ đang mùa thì Misu sẽ ngâm ở đây 30 phút. Sau đó thì chúng mình sẽ đi cắt làm dưa góp cùng với Misu. Đu đủ ngâm xong cho nó hết nhựa này các bạn bỏ ra đây. Chúng ta cắt nhỏ ra như thế này để đỡ thời gian, thì Misu cắt nhỏ ra rồi. Cà rốt đây các bạn tỉa hoa như thế này, 2 phần đu đủ hoặc 3 phần đu đủ, 1 phần cà rốt nha các bạn. Rồi Misu cho vào cái âu này. Và bây giờ thì chúng mình sẽ đi pha, đi làm dưa góp với Misu nha. Đây là 1/2 tablespoon muối tinh này, là 1/5 teaspoon nhá, 3 tablespoon đường, 1 tablespoon giấm. Và chúng ta trộn đều nó lên. Sau đó thì chúng mình sẽ để đây chỉ khoảng độ 20 phút đến nửa tiếng là cái dưa góp này nó ngấm rồi đây. Sau đó thì chúng mình sẽ để lót ở dưới bát bún chả, cho chả vào và chan mắm lên là xong đấy các bạn. Và bây giờ đến nước mắm nha các bạn. Các bạn biết không, bún chả ngoài cách úp bún chả ra thì nước mắm cũng chính là linh hồn của cái món này đấy các bạn. Pha nước mắm sao cho nó ngon thì đấy là một cái điều mà rất nhiều người đều muốn học hỏi, và để làm sao cho pha chuẩn chứ không phải là cứ mỗi một lần lại khác nhau. Và bây giờ thì Misu sẽ chia sẻ cho các bạn cách mà Misu pha nước chấm của bún chả nha. Bởi vì bún chả thịt của chúng ta nướng đã ướp có vị đậm đà rồi, cho nên là cái nước mắm chấm này thì nó phải ngọt ngọt chua chua và nó vừa chứ nó không đậm đâu nha các bạn.
để còn húp được nước mắm đó. Cho nên là các bạn thử tham khảo với nước mắm của Misu nha. Trước hết là nước mắm, thì nước mắm đây Misu sử dụng cái loại nước mắm này đây các bạn này. Đó, đây là nước mắm này. Tiếp tục là cốt chanh 1 tablespoon. Thì đây Misu sử dụng quả chanh vàng này. Và giấm, đây là giấm này, cũng 1 tablespoon. Thì đây là cái giấm mà Misu sử dụng. Thế rồi đường này, rồi ớt này, tỏi này, và cuối cùng là nước. Giờ thì chúng mình sẽ pha nước mắm chấm cùng với Misu nha. Một cốc nước là 250ml này. 2,5 tablespoon nước mắm, có nghĩa là khoảng độ tầm 40-45ml nha các bạn. 4 tablespoon đường, 1 tablespoon giấm này, 1 tablespoon nước cốt chanh. Và các bạn có thể cho thêm một chút ít tương ớt ngọt vào đây nha. Giờ chúng mình sẽ quậy đều nó lên. Xong rồi đây các bạn, nước mắm cực chuẩn, cực ngon luôn. Cái độ mặn này, cái độ ngọt là rất là vừa rồi. Chỉ có độ chua, nếu các bạn muốn chua hơn thì các bạn cho thêm. Nhưng mà như các bạn biết đấy, tất cả các món của Misu, rất là nhiều bạn vừa miệng vào Misu cho như thế này, thì các bạn thử tham khảo nha. Cuối cùng, sau khi nêm nếm cho vừa rồi thì các bạn sẽ cho chanh, cho tỏi và ớt vào cho Misu. Và chúng ta được nước mắm chấm bún chả ngon tuyệt đỉnh sơn trang luôn các bạn. Và các bạn có thể rắc lên lúc nào mà các bạn ăn thì các bạn rắc chút hạt tiêu vào nha. Đó, ngon chưa các bạn? Thế và nếu mà mùa đông ấy thì các bạn sẽ có thể đun nước mắm lên, giống như là nước mắm chấm nộm ấy, để được lâu rồi các bạn hãy cho. Trước khi ăn thì các bạn sẽ cho tỏi ớt vào. Misu nhắc lại, nước mắm chấm bún chả là linh hồn của món bún chả Hà Nội. Thế và các bạn đừng có pha mặn nha các bạn, pha nhạt thôi để còn húp được. Và nó phải đẩy cái vị đường này và vị giấm lên nha các bạn, bởi vì là thịt chúng ta đã ướp vừa rất là ngon rồi. Thế và bây giờ thì Misu sẽ để ở đây. Đó, đợi chả sẵn sàng thì Misu sẽ làm bà bán bún chả để mời các bạn nhé. Chả ướp xong rồi các bạn ơi. Đây, đây là chả băm đây. Misu đã viên thành từng viên một như thế này, để chúng ta sẽ cho vào vỉ nướng trước. Và còn đây là chả miếng này các bạn. Wow, mực ra nó thơm lừng luôn, màu đẹp không các bạn. Và bao giờ thì Misu cũng nướng chả miếng trước. Đó, các bạn nướng vào than hoa là ngon nhất nha các bạn. Không có than hoa thì các bạn sẽ nướng bằng cái lò giống như ở bên Mỹ của Misu này. Misu sẽ ra vườn hôm nay Misu nướng. Và Misu cũng nướng nhiều lần rồi, thì Misu sẽ đưa hết các cách của Misu nướng cho các bạn xem nha. Thế còn cái vỉ nướng của Misu đây, Misu dùng cái vỉ nướng này này các bạn này. Đây, bây giờ chúng ta sẽ xếp chả miếng vào trong cái vỉ này nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ đóng vỉ vào. Thế còn đây là chả băm nè, chúng ta sẽ nướng. Hôm nay là ngày lễ cho nên là nhà Misu đang làm barbecue với sườn nướng này và bún chả. Ngon quá các bạn. Chả miếng đây. Chúng ta phải rửa thường xuyên này. Đó. Đây, chả băm nè, chúng ta đưa lên trên này, chín một cái thì cho xuống dưới. Thơm lừng nha các bạn ơi. Hoặc là các bạn có thể nướng với cái lò nướng Philips này giống như Misu này các bạn ơi, cũng thích lắm đây này. Không bị khói, ngồi ngay trên bàn hai vợ chồng. Đây, Misu lật mặt lên cho các bạn coi. Wow, tí tách reo vui thơm lừng nhà luôn các bạn. Wow, thơm ơi là thơm. Đấy, chả miếng xong rồi, Misu tắt cái lò Philips đi. Đấy, các bạn nhìn thấy vàng ươm thơm lừng ngon lắm. Misu gấp ra đây. Và sau đó thì chúng ta sẽ nướng chả băm nha các bạn. Đây, chả băm đây. Nhìn cái lò này Misu thích lắm các bạn ạ, bởi vì là chúng ta nướng rất là nhẹ nhàng, lại không bị khói nữa. Đây, chả băm cũng xong rồi. Nhìn màu đẹp không các bạn, mà không sợ bị cháy. Bây giờ Misu gắp chả băm ra đây. Sau đó thì Misu sẽ mời các bạn bún chả Hà Nội cùng với Misu nha các bạn.
bún chả đây, nước mắm chấm thần thánh này, dưa góp cực kỳ ngon này. Và bây giờ chúng ta cho dưa góp ra một bát này, chả miếng này, Mì Sủ thích chả miếng lắm các bạn. Rồi đến chả băm này, dưới nước mắm lên này, rắc tí hạt tiêu vào này, và ta-da! Bún chả Hà Nội nức tiếng do người Hà Nội chia sẻ đây các bạn ơi. Cực kỳ ngon, mời các bạn vào bếp để chinh phục với Mì Sủ. Và trước hết thì chúng mình nhìn miếng chả miếng này, nó phải như thế này nha các bạn. Chả băm này, và khi các bạn cắn ra, phía bên trong nó mềm mại và không bị khô như thế này nha. Mì Sủ xin chúc các bạn thành công và ăn ngon miệng với món bún chả Hà Nội nổi tiếng các bạn ơi.